Ban à, chỉ đạo chuyển đổi số tỉnh Bến Tre đã tổ chức họp đánh giá kết quả 6 tháng đầu năm và định hướng một số nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2023. Ông Lê Đức Thọ, Bí thư tỉnh ủy, ông Trần Ngọc Tam, Chủ tịch Ủy ban nhân tỉnh, bà Nguyễn Thị Bé Mười, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân tỉnh chủ trì cuộc họp. Sau tháng qua, thực hiện các nhiệm vụ chuyển đổi số theo nghị quyết của tỉnh ủy, đề án của Ủy ban nhân dân tỉnh, các ngành địa phương, cơ quan đơn vị đã tích cực chủ động lãnh đạo chỉ đạo điều hành thực hiện nhiệm vụ chuyển đổi số theo các chương trình kế hoạch và đạt một số kết quả đáng ghi nhận dựa trên ba trụ cột chính là chính quyền số, kinh tế số, xã hội số. Bến Tre đã triển khai cung cấp 1.394 trên 1.737 dịch vụ công trực tuyến, đã tích hợp được 954 trên 1.394 dịch vụ công trực tuyến lên cổng dịch vụ công quốc gia, đạt 68%. Tỉnh có 867 dịch vụ công trực tuyến toàn trình, 560 dịch vụ công trực tuyến một phần. Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính đã được nâng cấp, tích hợp kho dữ liệu điện tử cá nhân, tổ chức phục vụ công tác số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính của các ngành các cấp và đã triển khai chính thức đến các sở ban ngành tỉnh tỷ lệ dân số phụ sóng 3G đạt 100%, tỷ lệ dân số được phụ sóng 4G đạt 98%, tỷ lệ dân số trưởng thành có điện thoại thông minh đạt 61%, toàn quốc là 71% tỷ lệ thuê bao di động sử dụng smartphone đạt 75%, toàn quốc là 86,2%, tỷ lệ hộ gia đình có kết nối Internet băng rộng cáp quan đạt gần 67,3%. Toàn tỉnh có trên 200 doanh nghiệp cung cấp dịch vụ diễn thông, công nghệ thông tin, hơn 3.000 doanh nghiệp nhỏ và dừa có sử dụng nền tảng số, hơn 98% doanh nghiệp nộp thuế điện tử, tỷ lệ doanh nghiệp có website sử dụng tên miền.vn đạt 30% các cấp tiếp tục kiện toàn nâng cao vai trò của tổ chuyển đổi số cộng đồng trong thực hiện nhiệm vụ chuyển đổi số, tổ chức các hoạt động tuyên truyền, hướng dẫn người dân sử dụng nền tảng số, công nghệ số, dịch vụ công trực tuyến, thanh toán trực tuyến. Đến nay, toàn tỉnh đã có 9 tổ chuyển đổi số cộng đồng cấp quyện, 157 tổ chuyển đổi số cộng đồng cấp xã và 664 tổ chuyển đổi số cộng đồng cấp khu phố, ấp với tổng số 7.097 thành viên. Tại cuộc họp, các sở ngành tỉnh đã thảo luận về những hạn chế khó khăn dưới mắt trong triển khai nhiệm vụ chuyển đổi số thời gian qua như công tác tổ chức, phối hợp, kinh phí, đề xuất nhiều giải pháp triển khai thực hiện nhanh có hiệu quả nhiệm vụ trọng tâm trong chuyển đổi số những tháng cuối năm, đặc biệt là nhiệm vụ mà tỉnh Bến Tre được Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số giao thực hiện trong năm 2023 là tiên phong trong việc tổ chức triển khai, chỉ đạo các cơ quan đơn vị liên quan triển khai nền tảng dữ liệu số về nông nghiệp, nền tảng truy xuất nguồn gốc. Ông Trần Ngọc Tam, chủ tịch của Ban nhân dân tỉnh nhận định, chuyển đổi số Bến Tre mới thực hiện trong thời gian ngắn còn mới mẻ, nhưng đã diễn ra đồng bộ mạnh mẽ và đạt được nhiều kết quả tích cực. Tuy nhiên, hiện đây hạ tầng phục vụ công tác chuyển đổi số của tỉnh vẫn chưa đồng bộ, chưa tương thích dữ liệu số còn rời rạc, chưa đủ độ tin cậy, nhân lực và tài lực còn nhiều hạn chế. Trong những tháng còn lại của năm 2023, các sở ngành địa phương cần tăng tốc quyết liệt hơn nữa trong công tác chuyển đổi số để theo kịp chỉ đạo của Trung ương và các tỉnh thành trong cả nước. Các ngành, các cấp tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức người dân, cán bộ, đảng viên. Theo Chủ tịch của Ban Nhân dân tỉnh Trần Ngọc Tam, việc triển khai thực hiện phải đồng bộ, cần sự vào cuộc của các hệ thống chính trị mới có thể phát huy hiệu quả. Chủ tịch của Ban Nhân dân tỉnh đề nghị các sở ngành địa phương quan tâm xây dựng hệ thống dữ liệu dùng chung thông qua chia sẻ thông tin dữ liệu, quan tâm công tác an toàn an ninh mạng. Để thúc đẩy công tác chuyển đổi số, Bí thư tỉnh ủy Lê Đức Thọ đề nghị các sở ngành địa phương tiếp tục rà soát, cụ thể hóa các nhiệm vụ, bám sát kết luận của Ban Chỉ đạo trong quý I năm 2023 với các nhiệm vụ như nhận thức số, thể chế số, hạ tầng số, dữ liệu số, nhân lực số, an toàn thông tin, chính quyền số, kinh tế số và xã hội số. Quá trình thực hiện phải năng động sáng tạo, quyết đoán trên cơ sở bám sát với thực tiễn. Bí thư tỉnh ủy yêu cầu phát huy vai trò của người đứng đầu trong thực hiện nhiệm vụ chuyển đổi số. Thì cái này đòi hỏi cái sự năng động, linh hoạt, cái sáng tạo, quyết đoán, dám nghĩ dám làm của người đứng đầu. Từ cái người đứng đầu thì nó mới lan tỏa xuống đến các anh em làm chuyên môn nghiệp vụ hay là các bộ phận lãnh đạo quản lý cấp dưới. Quá trình làm thì nó đòi hỏi cái sự phối hợp rất chặt chẽ. chứ không một ai một mình làm được. Đấy, một không một sở nào đứng ra một mình nữa. mà nó phải có hệ sinh thái tức là nó cả một cái mối quan hệ với các cái sở ngành có liên quan rồi mối quan hệ với các cái huyện thành phố của chúng ta về dịch vụ công trực tuyến thì cần tiếp tục có giải pháp tích cực để hướng dẫn định hướng và mang tính bắt buộc thực hiện về các địa phương các huyện thành phố thì tôi đề nghị các ông chí tiếp tục uh, triển khai cụ thể hóa cho địa phương của mình để các ông chí chỉ đạo triển khai trên địa bàn phát huy cái vai trò của tổ chuyển đổi số cộng đồng những mục đích của cái tổ này là hướng dẫn tuyên truyền vận động hỗ trợ cho người dân để sử dụng công nghệ số các cái tiện ích các dịch vụ từ công nghệ số tôi đề nghị tỉnh đoàn công chí phát huy vai trò tiên phong sung kích của thanh niên trong bối cảnh chuyển đổi số đang diễn ra rất toàn diện rất là nhanh rồi đoàn viên thanh niên là công chí là lực lượng rất là sung kích tiêu biểu rồi là đi đầu sốc vác có sức khỏe có trí tuệ có đào tạo Đấy, có nhiệt huyết thì các ông chí chủ động tham gia và đăng ký tham gia những cái chương trình mà thanh niên làm tiêu biểu làm cái nòng cốt các huyện thành phố thì đề nghị các ông chí triển khai tuyên truyền vận động người dân doanh nghiệp thế rồi các ông chí chủ động thực hiện theo cái thẩm quyền của các ông chí cái chính quyền số ở cấp huyện thành phố rồi cấp xã phường thị trấn Bí thư tỉnh ủy đề nghị các ngành địa phương cần tập trung đẩy nhanh tiến độ thực hiện các nhiệm vụ dự án chuyển đổi số, đảm bảo hiệu quả đúng tiến độ và chú trọng giải ngân kinh phí kịp thời đúng quy định. Tập trung cho công tác chuyển đổi số ở các lĩnh vực ưu tiên năm 2023 như nông nghiệp, văn hóa, thể thao và du lịch, có giải pháp tích cực hướng dẫn định hướng và mang tính bắt buộc thực hiện trực tuyến đối với một số thủ tục hành chính đã cung cấp thành dịch vụ công trực tuyến, đảm bảo khả thi hiệu quả. Bí thư tỉnh ủy cũng yêu cầu đẩy mạnh truyền thông, tuyên truyền về nội dung chuyển đổi số, các ứng dụng chuyển đổi số, những mô hình điển hình hay, cách làm tốt để chuyển đổi số được lan tỏa rộng khắp trong nhân dân, tất cả người dân, doanh nghiệp đều biết đến và sử dụng được các sản phẩm số, dịch vụ số.